Này, em này các bác phang thoải mái cho em Tuấn nhá. Riêng con này phang bát 40 thoải mái cho em, và đặc biệt là những dòng âm đẩy bãi này. Chất âm phải nói luôn là nó hay mê ly cho bác luôn, cực kỳ hay. Với tầm tiền này các bác chỉ mua một cái đẩy mới đấy, nhưng đẩy mới thì không bao giờ hay bằng đẩy bãi. Và chất lượng thì không bao giờ bằng được, nói thế cho nhanh. Không bao giờ bằng được luôn, nó nhanh. À, con này báo cáo bác là bác nhìn đây này, hàng sò của nó hai lượt nhá, hai lượt lượt trên và lượt dưới luôn này, 1 2 3 4, 2 4 là 8 này, 1 2 3 4 5, bác nhìn đến sò chi chít luôn. Riêng con này bao cho bác phang bát 40 xóa cho em, phang bát 40 xóa cho em ạ. Đây, cầm cho mượn cái bút đi, đánh dấu số 1 và số 2 vì nó có hai con. Số 1 và số 2 nó dễ hơn để tránh. Chứ không là bác lại bảo ô tôi thích lấy con này, tại sao lại số 1 số 2, mình muốn nó rõ thế. Đã khui hàng thì muốn cho nó rõ để cho các bác cũng thoải mái mà mình các em cũng thoải mái, chứ không có bảo ô tôi bảo tôi lấy con này cơ mà tại sao chuyển cho tôi con kia, đúng không ạ? Để cho nó thoải mái, nó dễ. Ok chưa? À, con này là con đẩy AD Quirit AD 1500 1500W đấy. Đấy. Bút xóa, bút kia, bút này thì ghi thế nào được vào thép và sắt. Bút dạ ấy. Đấy. Con này bao cho bác đánh bát 40 thoải mái bác nhá. Căng đét luôn. Nhá, bác nhìn này. Nhìn chưa? Đường kính này 20 hơn 20. Bác nhìn đấy ạ. Tụ như này bác nhìn chưa? Căng đét luôn chưa ạ? Những con này có xứng đáng đồng tiền cho bác không? Báo cáo bác là bây giờ các bác mua dòng những dòng đẩy này mà để đánh được bát 40, các bác có mua rẻ nhất thì cũng phải có 3 triệu 8, 3 triệu 9 trở lên. Nhưng 3 triệu 8, 3 triệu 9 trở lên nó chỉ là những cái đẩy hoặc phẹt thôi. Em đánh số 1 nhá. 1 này. 1. Ok chưa? Nó chỉ là những cái đẩy phọt phẹt thôi. Nói luôn cho bác đấy. Con này nhá. Quạt gió trước và sau. Các bác đã có gọi điện thông cảm cho em Tuấn. Em Tuấn đang quay bài rồi. Đúng nữa. À, quạt gió này. Trước sau này. Thổi ra hút vào. 4 quạt gió luôn. Cầu chỉ bảo vệ chi chít. Đấy, con này con số 1, số 1 và 2. Giờ mình đóng cái nắp bút nó vào đã không quay xong nó hết. Mời bác nào gọi, thông cảm. Ok chưa? À, riêng con này em Tuấn để cho bác mức giá 4 triệu 6 một con. 4 triệu 6 một chiếc. Các bác có thể tham khảo giá toàn quốc. Đây, mạch bo em quay thật chi tiết cho bác nhé. Quay chi tiết rồi cho bác tham khảo giá toàn quốc, sau đó quay lại với em. Còn tiền nào thì của đấy các bạn. Bác nào đã chơi những dòng này rồi thì bác cho một vài bình luận comment cho các bác thoải mái. Được chưa ạ? Zin hết chưa ạ? Đấy. 46 bác nhá. 4 triệu 6 một chiếc. 4 triệu 6 một chiếc, bây giờ bác chỉ mua được mấy cái đẩy còi còi thôi. Con này đói không mệt đâu bác ạ. Đây ạ, phía sau đây ạ. Con này đói các bác không bê được đâu. Ok chưa? Đây em quay hẳn đằng sau cho bác nhìn. Con này đói các bác, em đố các bác bê được. Đây các bác có thể dùng rắc bắp chuối hoặc là rắc cài vào đây cũng được, hoặc là rắc ca lông. Ok chưa? Còn đằng này thì có thể rắc ca lông và rắc 6 ly đều dùng hết. Con này nó đầy đủ tất cả các rắc để cho các bác ăn chơi. Đấy là con này là con số 1 nhé. Con số 1 4 triệu 6. Chưa? Con số 1 4 triệu 6. Tại sao em ghi thế? Bởi vì bên này nó còn một con này nữa. Đây. Con này cũng là con này nhưng em ghi con này là con số 2. Để bác nào lấy con số 1 số 2 thì em báo luôn nó còn số 1 số 2 đấy. Em tránh để tránh nhầm đấy. Đây, số 2 này. Số 2. Nhưng là nó ghi được ngoài số 2 nhỉ? Số 2 nhé. Nó có bút rồi ghi vào đây số 2 nhé. Đây, số 2 ghi ở ngoài chứ không đến lúc mai cái đậy vào không biết là số 1 số 2 đấy. 1 này. Đậy nắp vào cái L. Nó không nhớ đấy. Đây số 2. Nó cũng giống hệt nhau luôn ạ. Hai con này đều là một model công suất như nhau. Nên là em không Tuấn không cần giới thiệu nữa, em chỉ cần quay chi tiết cho bác thôi. Chi tiết thôi. Đây. Bác nhìn thấy độ zin của nó chưa? 4 triệu 6 một em. Bác đừng có phí tiền mà đi lấy những cái dòng
Chút nữa em sẽ dọn nhá, em sẽ lau dọn luôn, là mở mở ra. Em sẽ lau dọn, em xịt cho nó sạch sẽ cho bác luôn. Lau dọn vệ sinh luôn cho bác, lần nào xịt. Xịt cứ vệ sinh luôn cho bác. Đấy. Chứ bây giờ mà xịt vệ sinh thì đấy, các bác lại nhìn lại bảo ô thế nọ kia. Đây luôn nhá, keo gắn còn nguyên. Keo gắn cáp này. Được chưa? Zin hết chưa? Bác nhìn sò hộ em nhá. Bác nhìn chi tiết sò luôn hộ em đi. Với tầm hơn 4 triệu thì mua đẩy mới không chơi được. Con để con nào chất âm ngang con này thì nó phải tiền tiền trục thì nó mới ngang được chất âm dòng này. Đối với hàng mới. Đối với hàng mới để sánh được chất âm với con này thì phải bác phải mua tiền chục triệu hoặc gần chục triệu. Đó nhìn này, em nhấc này, em nhấc nó vặn một bên méo nhá. Em khẳng định là bác nào có ít ít khoảng hơn 40 cân bê chưa chắc là bê con này đâu. Không ít đâu. Đấy. Được chưa? Đây, đấy về phía trước tụ thì cũng như vậy thôi. Nó giống hệt con kia. Nó không khác gì cả. Bây giờ em chỉ quay để cho các bác soi nó chi tiết thôi. Nhưng em sẽ xịt cho sạch sẽ luôn. Chỉ sạch sẽ luôn ạ. Đây bác nhìn. Chi tiết thông số luôn. Con số 1 và con số 2 luôn. Giống hệt nhau. Nè, lúc em sẽ lau dọn cho nó sạch tưng đi luôn cho bác. Trước khi đậy vào đây để về các bác nó thoải mái nó sạch luôn. Về là bác dùng thôi. Ok chưa bác? Con AD1500 bác nhé. AD1500 volume đây 4.6 triệu. Đói thì không bê được đâu. Nói luôn tóm lại là em mà bê con này em chán. Con bê này, con nhìn này. Hai con giống hệt nhau. Ok chưa? Con nào nhu cầu liên hệ với em nhé. Con này con số 2. Con số 2 và con số 1 để căn cứ vào là à có bác là lấy con 1 thì em bảo còn con 2, hoặc lấy con 2 thì còn con 1 chẳng hạn. Đây bác nhìn này, tất cả từ những cái chân ốc này. Chi tiết từ những chân ốc cho em. Nó còn zin hết luôn. Ok chưa? Sò này, tụ phẳng đét luôn này. Zin hết này. Những con này các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke nó mới hay. Chứ không mua những hàng mới nghe nó đau tai lắm. Chỉ lúc đầu thôi. Trên hàng bãi nó ấm áp. Bát nó ấm nó mềm. Đấy, ok chưa? Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn nhá. Nắp của nó thì bên này. Nắp bên kia rồi. Khui hàng hết ra cho các bác nhìn cho thích. 4.6 triệu bác nhá. Con này bao cho bác bánh đánh bát 40 thoải mái luôn cho em. Bát 40 các bác phang thoải mái cho em ạ. Mà phải đánh con này nó mới ấm áp nó mới hay. Chứ đừng có ham. Bây giờ bác nào mà chi tiền 4-5 triệu mua con mới, đừng có mua, mua con này mà nghe. Chứ còn nếu mà các bác là 4-5 triệu bán được thì các anh em bán hàng bãi người ta đóng cửa hết. Giá trị nó ở này này. Rồi chào các bác.